muốn hẹn Diễm Hằng khó ghê á. Nếu hôm nay anh không canh trước cổng trường, chắc là tôi không thể mời được Diễm Hằng đi uống nữa. Dạ, bà Hằng mới vừa nhập học nên phải tập trung lo cho bà giỡn. Vậy mà anh vẫn có cảm giác là Hằng vẫn cố tình né tránh anh, hay là anh có làm điều gì không phải với Diễm Hằng? Dạ đâu có. Anh không biết phải làm thế nào để Diễm Hằng hiểu được anh. Thiệt tình, anh rất lo lắng cho em. Anh mong chờ em từng phút, từng ngày, từng giờ. Anh mong chờ được nhìn thấy ánh mắt của em, được nghe giọng nói của em. Vậy mà em lại lẳng lặng lên thành phố, rồi vào ký túc xá ở. Sao em lại có thể dửng dưng và vô tình với anh đến như vậy? Hằng xin lỗi đã làm anh buồn. Hằng rất cảm kích với những gì anh đã làm cho Hằng. Nhưng có lẽ vì Hằng đã quen sống trong hoàn cảnh khó khăn nên đã quen tự lập. Hằng chỉ nhờ sự giúp đỡ khi thật cần thiết. Chẳng lẽ bây giờ anh kiếm một chỗ ở tiện nghi để Diễm Hằng yên tâm học tập lại là một điều không cần thiết hay sao? Cho ở tiện nghi thì cần thiết, nhưng nếu để anh phải tốn kém gì Hằng thì Hằng không thể yên tâm được. Diễm Hằng, em hãy nhìn thẳng vào mắt anh và hãy nói cho anh biết em có yêu anh không? Em đừng có tránh né anh nữa. Anh thật lòng yêu em, yêu đến quay quắt lòng. Em phải trả lời anh đi, em có yêu anh hay không? Hằng xin lỗi, nhưng câu hỏi của anh quá đột ngột. Trong lòng Hằng vẫn luôn kính mến anh như một người anh. Trước mắt anh còn sự nghiệp phải lo, còn Hằng chỉ mới vào đại học. Con đường phấn đấu của chúng ta còn dài lắm. Bây giờ Hằng chưa dám nghĩ đến chuyện tình cảm. Anh xin lỗi, vì anh quá yêu em nên anh đột ngột ngỏ lời. Anh xin Diễm Hằng thông cảm cho anh. Em mới hứa với anh một điều, lúc nào có khó khăn gì hãy nói với anh. Dạ, cảm ơn anh. Bé Hai ơi, Dạ. trễ rồi sao không thấy Minh Nguyệt xuống đi học? Dạ, con có gọi rồi. Nhưng cô Út biểu con nói với bà là cổ bị đánh, đau quá không có đi học được. Ủa, nặng dữ vậy sao? Hôm qua bác sĩ tới nhà cho thuốc rồi mà. Dạ, bà lên chỉnh coi. Chứ cô Út nhất định không có đi học. Con đau làm sao mà không đi học được? Hôm qua bác sĩ nói với má là chỉ bị trầy ngoài da thôi. Ông đã cho thuốc chống thẹo rồi mà. Má có một đứa con gái mà ông chịu tin, đi tin cái thằng cha bác sĩ giường đó. Má coi nè,
khớp chân của con á trật rồi, bầm tím luôn. Chuyện này á má không được bỏ qua à. Má làm hội trưởng hội phụ huynh học sinh, đóng góp cho trường biết bao nhiêu, vậy mà để cho trường dung túng con nhỏ Diễm Thu đó. Nó đánh con cũng không sao, đằng này nó còn miệt thị má nữa. Hả? Nó nói má cái gì mà con nói là miệt thị? Thì nó nói là má cho vay nặng lãi. Nó dám người ta. Nó dám nói gì vậy? Sao lại không? Hôm trước á con nói má mà má đâu có tin. Mới gặp chị nó có một lần á mà khen nào là gia đình gia giáo, lễ phép, thùy mị, đoan trang. Thì má thấy chị nó cũng đúng như vậy mà. Má lầm rồi má ơi. Bộ má không biết hả? Hai chị em nó đóng kịch giỏi lắm. Cô chị á thì được mời lên tivi mấy lần, còn cô em á thì được mời đóng phim. Má khen nữa đi. Bữa nay á nó chửi tới má rồi đó. Con nói thiệt không đó? Con nói không sai một ly. Tại má suốt ngày á chỉ quan tâm tới giá vàng, giá đô, đâu có để ý tới phim ảnh nên đâu có biết. Chuyện này á con nói với má, má phải để ý nghe. Cái gì? Anh hai á mê Diễm Hằng dữ lắm. Bữa trước vô thành phố, con nghe ảnh gọi điện thoại hỏi muốn nhà gần trường kinh tế. Má đoán thử coi, muốn cho ai? Không lẽ là muốn cho Diễm Hằng? Chứ còn ai vô đó. Hôm trước á chỉ đi ké xe nhà mình có một lần, nghe anh hai tốt nghiệp trường kinh tế sắp mở công ty riêng là tấm tướp hỏi tới. Còn tính á, vô công ty của anh hai làm nữa. May á mà con kịp thời ngăn chặn, làm chỉ tắt đài luôn. Vậy hôm con ở trển á, con có thấy thằng Dương qua lại thường xuyên với nó không? Sao lại không? Tối nào á con thấy cũng lấy xe chở nàng đi chơi. Để con ở nhà một mình hoài, nếu không á con đâu có về sớm dữ vậy. Như vậy là thằng Dương nó lậm rồi. Không lậm mới lạ. Con chỉ sợ má bỏ hết vốn liếng cho anh hai làm ăn, mai mốt của cải rơi vô tay người ta, không ai lo cho má hết. Anh hai á, ảnh có máu giống ba lắm. Má hả? Liệu mà giữ. Ôi, ôi da. Má, má đưa con vô bệnh viện đi. Kêu bệnh viện làm cho cái giấy chứng thương, kiện nó bị đuổi học luôn. Học trò gì mà ác độc quá chừng à. Thôi được rồi, để má vô làm việc với ban giám hiệu. Má tưởng gia đình nó đàng hoàng, đâu có ngờ lại như vậy. Oh yeah, rồi mày sẽ biết tay tao. Chị Hai Bê à, xin chị hãy bình tĩnh. Chúng tôi sẽ tìm hiểu kỹ càng và có biện pháp kỷ luật thích đáng. Vì những hành động không đúng của cháu, tôi xin thay mặt gia đình xin lỗi chị. Nhưng mà cháu Diễm Thu nhà tôi nó nói là chỉ tát Minh Nguyệt có một cái thôi, thì lý nào thương tích lại trầm trọng đến như vậy? Trời đất, nói như vậy chẳng lẽ mẹ con tôi đặt điều đổ oan cho con chị hả? Sáng nay á cháu nó đi khám bệnh, giấy chứng thương rành rành như vậy nè. Dạ tôi không có ý đó đâu chị, nhưng mà... Thôi được rồi, nói ra để cho chị biết mức độ trầm trọng như vậy mà dạy dỗ cho con cái, chứ không phải tôi bắt đền đâu mà chị sợ. Con tôi á, tôi xót, tôi lo. Cũng may á mà tôi biết sớm như vậy, chứ không tôi còn lầm tưởng anh chị là người biết dạy con. Tưởng con Diễm Hằng là hiền thục đoan trang nữa kìa. Cô em mà dữ dằn như vậy thì cô chị làm sao mà hiền được, phải không thầy? Tôi không bênh con, nhưng con Diễm Thu nhà tôi không nói dối bao giờ. Tôi xin chị bình tĩnh mà tìm hiểu sự việc thật hư như thế nào. Con chị không nói dối, vậy là con tôi nói dối hả? Chị tin tưởng con chị như vậy thì lời xin lỗi hồi nãy tôi cũng không dám nhận đâu.
Còn chuyện học trò gây sự làm mất trật tự thì trường xử thế nào thì trường xử. Bây giờ tôi phải về lo cho con tôi, chứ không hơi sức đâu mà ở đây thanh minh thanh nga. Xin phép thầy hiệu trưởng, tôi về. Chị yên tâm, chúng tôi sẽ giải quyết sự việc này. Chị cứ về mà lo cho Minh Nguyệt trước. Dạ, thầy nói vậy thì được, chứ con tôi bị người ta ăn hiếp, tôi cũng ức lắm thầy. Dạ, cảm ơn thầy, tôi về. Cái gì? Tôi muốn nói chuyện với chị một chút về trò Diễm Thu. Ban giám hiệu cũng đã làm việc với trò Thu, và trò ấy cũng chỉ nhận là có tát bạn một cái tát tai mà thôi. Không hiểu tại sao Minh Nguyệt lại bị thương trầm trọng như vậy. Thật ra Diễm Thu học rất tốt, nhưng lại khá hiếu động và có tính mạnh mẽ. Tuần trước, trường của chúng tôi vừa tuyên dương trò ấy đã tham gia đóng một phim rất có ý nghĩa, làm phong phú thêm hoạt động văn thể mỹ của tỉnh nhà. Không ngờ tuần này lại xảy ra chuyện như vậy. Mong chị về nhà khéo léo tìm hiểu sự việc để tìm ra hướng giải quyết tốt nhất. Chúng tôi đã hỏi nhiều lần, nhưng em vẫn một mực khăng khăng không nói gì thêm. Dạ, tôi sẽ để ý cháu nhiều hơn nữa. Cảm ơn thầy, xin phép thầy tôi về. Chào chị. Ông vô trước đi. Đi, vẫn vô trước đi. Hai em có việc gì đó? Dạ, thưa thầy. Dạ, em chào thầy. Thưa thầy, em học cùng lớp với bạn Minh Nguyệt. Có việc này, không biết em có nên nói với thầy không? Em cứ nói. Dạ, hôm trước, bạn Minh Nguyệt với Diễm Thu đánh nhau. Tụi em có thấy, thật ra không phải lỗi của bạn Diễm Thu đâu à? Dạ, đúng rồi thầy. Tôi còn lầm tưởng anh chị là người biết dạy con. Tưởng con Diễm Hằng là hiền thục đoan trang nữa kìa. Cô em mà dữ dằn như vậy thì cô chị làm sao mà hiền được, phải không thầy? Ba má biết không, hôm bữa con lên thành phố, nó có quý nhân giúp đỡ. Người đồng hương mà con kể là anh Trần Dương, con của bà Hai B đó. Trời ơi là nhục, sao con cái nó lại làm khổ tôi vậy nè trời. Cứu tôi với, Bình ơi. Má đã thấy đỡ chút nào chưa? Uống thuốc vô thì cũng thấy đỡ một chút, nhưng vẫn còn tức ngực lắm. Ông à, con Hằng nó có biết chuyện tôi vô bệnh viện không? Nó chưa biết. Tôi nói con Thu khoan nói cho nó biết. Tôi sợ nó lo rồi nó không tập trung học hành. Tôi lo quá ông à. Không biết con Hằng với con bà Hai B, không biết nó có chuyện gì không, chứ bà cứ nói cạnh nó khóe hoài, tôi thấy khó chịu quá. Tính con mình biết. Tôi nghĩ con Hằng không bao giờ nó lợi dụng ai đâu. Bà cứ yên tâm. Không có lửa,
thì làm sao có khói. Chứ không có chuyện gì thì người ta đặt điều làm gì. Mình hỏi con Hằng thì sẽ rõ. Nhưng mà tôi tin con mình không làm điều gì sai trái. Bà cứ yên tâm mà dưỡng bệnh, đừng suy nghĩ gì nữa. Dạ, xin chào. Mời người nhà ra ngoài cho bác sĩ khám bệnh cho bệnh nhân. Dạ, tôi đi nghe bà. Xin mời người nhà của bệnh nhân Nguyễn Thị Xuyến có việc gấp tới phòng bác sĩ. Dạ. Dạ. Ông có thể cho chúng tôi biết bà nhà trước đây có những biểu hiện gì? Dạ, có bệnh tim. Nhưng chưa bao giờ xảy ra tình trạng thế này bác sĩ. Vừa rồi, chúng tôi có dùng thuốc trợ tim cho bà. Dạ. Tình hình đã tạm ổn. Dạ. Nhưng không biết kéo dài được bao lâu. Dạ thưa bác sĩ, giờ tôi bệnh gì ạ? Theo chẩn đoán của chúng tôi, bà nhà bị hẹp, động mạch vành. Dạ. Sức khỏe rất kém. Có thể do làm việc quá lao lực hoặc bị một cú sốc nào đó về mặt tâm lý. Dạ. Dẫn tới nhồi máu cơ tim. Dạ. Tốt nhất gia đình nên chuyển bệnh nhân về thành phố để phẫu thuật càng sớm càng tốt. Nhưng mà viện phí có nhiều không bác sĩ? Nếu mổ nội soi cũng khoảng 30-40 triệu. 30-40 triệu. Ở đây chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Gia đình cũng nên có sự chuẩn bị sẵn, vì bệnh viện huyện không đủ thiết bị để thực hiện phẫu thuật. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Má có sao không má? Ba còn đau, ba mệt quá. Ba con lên phòng bác sĩ rồi. Ba ráng nha má, mấy con đi kêu bác sĩ nha má. Bác sĩ ơi, cứu má con, bác sĩ ơi. Bác sĩ ơi. Cô cho chuẩn bị cấp cứu. Dạ. Và hồ sơ bệnh án để chuyển viện gấp. Dạ dạ. Chờ tôi xem bác sĩ ổn. Má đáng nhờ má. Đưa xe đưa bệnh nhân thành phố. Dạ dạ. Má ơi. Xin mời Nguyễn Thị Diễm Hằng ở phòng B101 xuống phòng ban quản lý ký túc xá của người nhà cần gặp. Thôi, chị hai ơi, má vô bệnh viện rồi chị hai ơi. Hả? Má bệnh sao? Nằm bệnh viện nào? Má là đang cấp cứu bệnh viện Đa khoa thành phố á. Má đang ở trọng với má chị. Được rồi, em ở đây. Chị chạy lên thay đồ rồi vô bệnh viện với em luôn. Dạ, ừ. Nhanh đi chị hai. Hằng, Thu, nghe ba dặn nè. Hai đứa nhớ, khi má con tỉnh lại, hai đứa khoan hẳn vô nha. Để rồi má tụi bay sốc nữa đó. Sao gặp tụi con lại sốc? Lỗi là tại em hết đó. Em cãi nhau với Minh Nguyệt, con của bà 2B. Nó về đặt điều, nó xấu chị hai với má nó. Cho nên má nó mới... Hằng nè. Ba hỏi thiệt con,
con có nhờ cậy lấy tiền lấy bạc gì của gia đình họ không? Dạ đâu có. Anh Dương, anh cũng có ý mướn nhà cho con, nhưng mà con từ chối hết. Ba yên tâm đi, con biết cách cư xử mà, chắc là có hiểu lầm gì thôi. Con nói vậy thì ba yên tâm, để từ từ rồi ba nói với má con. Chứ mấy bữa nay bà cứ lo con vướng nợ vướng nần với người ta rồi đổ bệnh luôn đó. Dạ thưa, vợ tôi sao rồi bác sĩ? Đã qua giai đoạn nguy hiểm, chứ không thể không phẫu thuật. Đề nghị gia đình liên lạc phòng tài vụ làm thủ tục để tiến hành ca mổ. Dạ dạ. Dạ dạ. Tâm trạng bệnh nhân chưa ổn định, đề nghị gia đình hạn chế tiếp xúc, dạ, tránh gây xúc động cho bệnh nhân. Dạ. Lấy đâu ra mấy chục triệu mà mổ cho má mày đấy? Hai đứa nè, ba nghĩ chỉ còn một cách, về bán đứt cái nhà với chiếc xe thôi. Rồi gia đình mình sẽ ở đâu? Ở đâu thì tính sao? Mướn tạm chỗ nào cũng được, miễn sao có tiền cứu được má con. Ca mổ vẫn chưa tiến hành, ba đợi con vài bữa nữa. Cái gì? Con định mượn tiền con của bà Hai B à? Không được đâu, má mày mà biết được má mày chết tươi liền. Con có chỗ khác. Chỗ nào? Con mới chân ướt chân ráo lên Sài Gòn, có quen ai đâu. Con sẽ mượn của quỹ hỗ trợ sinh viên, rồi trả cho họ từ từ. Được vậy thì ba cũng yên tâm. Ba má ơi, con biết phải làm sao. Con quen biết ai ở thành phố này hết, con chỉ nói vậy cho ba yên lòng thôi. Ngân, có chuyện gì vậy? Sao lại khóc? Không có gì đâu. Mày lo cho bệnh tình của bà già mày chứ gì? Tao vô thăm thấy bác vẫn khỏe. Hẹp động mạch cho anh bây giờ, mỗi nồi sơ dễ ợt à. Báo chí họ cứ đăng hoài, mày đừng có quá lo. Không phải chuyện đó. Vậy chuyện gì? À, hay là con mẹ Mỹ ăn hiếp mày? Được rồi, tao vô tao nặng cho bà một trận.
cho bỏ cái thói mà cũ ăn hiếp mà mới. Không phải đâu, chị mày cũng tử tế lắm. Vậy chuyện gì? Hay là mày với ông Dương có chuyện? Sao? Có rồi hả? Ây da, chị mà tao cứ tưởng mày với ông Dương không có chuyện. Trời ơi, không phải đâu. Mày đừng có nghĩ bài bạc. Mày giấu làm cái gì chứ? Đêm hôm thanh vắng vậy, có tao với mày, ai nghe? Mà tao thì hứa danh dự á, là không bao giờ phá hoại hạnh phúc của người khác. Nhưng mà sao vậy? Nếu mà như vậy á, thì phải hạnh phúc chứ. Sao lại khóc hả trời? À, tao biết rồi. Hay là cha Dương này thuộc loại quốc ngựa tri phong, đúng không? Mày đừng có đoán già đoán ngon nữa có được không? Đoán cái gì mà trật lất à, không có cái nào trúng cái nào hết á. Mày mới ngộ à nghe. Tao quan tâm tới mày, còn mày la nữa là sao? Ừ, mày nói đi. Không phải chuyện đó thì chuyện gì? Má tao phải mổ tim, mà nhà tao lại không có tiền. Ba tao định bán nhà, bán cả xe để cứu má tao. Cách đó không ổn. Tao nghĩ còn nước còn tát. Trong dòng họ bà con xa gần, không nhờ ai được sao? Nếu mà nhờ được á, thì đâu có chuyện phải bán nhà bán xe đâu. Vay ngân hàng á, thì cũng phải thế chấp nhà, chứ có ai cho mượn không? Còn vay nóng thì thà bán nhà còn hơn. Tao thấy á, chỉ còn một người. Ai? Ông Dương chứ ai? Không được. Tại sao? Tao thấy ông Dương thương mày thật tình, làm bao nhiêu chuyện cho mày mà có ý đồ lợi dụng gì đâu. Sao mày cứ cự tuyệt người ta hoài à? Mày á, nên coi lại mày đi. Tao thấy mày á không công bằng với ông một chút nào hết á. Mày thông cảm cho tao. Nếu như trước kia thì tao còn có thể bấm bụng nhờ anh Dương giúp đỡ. Nhưng mà bây giờ không được. Tại sao? Cách đây không lâu, Minh Nguyệt và Diễm Thu có xích mích. Má anh Dương đã hạ nhục gia đình tao đến mức má tao chịu không nổi, mà lên cơn đau tim phải đi cấp cứu như mày thấy đó. Wow, chuyện lớn như vậy sao? Bây giờ má tao mà biết được anh Dương giúp cho tao tiền bạc thì bả thà chết còn hơn. Không được đâu, đừng nghĩ tới chuyện đó nữa. Trời trời, khó quá ha. Ta hiểu rồi. Thôi, đi ngủ đi, để ta tính cách khác. Nhưng mà ta muốn biết cách khác là cách nào. Cách nào thì cũng phải từ từ chứ. Bây giờ là mấy giờ rồi biết không? 2 giờ khuya rồi đó. Thôi, vô ngủ đi. Mai đốt Minh Mẫn rồi tính nữa. Mày cứ tin một điều, là tao không bao giờ bỏ mày, tới đâu hay tới đó. Vô đi. Bà Mỹ mà thấy tao đứng với mày ở đây, bà tưởng hai đứa mình ôm môi là chết đó. Đi. Đi. Lẹ lên. Dạ. Dạ, chị làm ơn cho em gặp anh Trần Dương ạ. Dạ, chị tên gì? Ở công ty nào? À, chị cứ nói với anh em ở dưới Vĩnh Long. Dạ, chị chờ em chút nha. Alo. Dạ, thưa anh, có một chị đến tìm anh. Chị ở đâu? Tên gì? Dạ, chị nói chỉ là đồng hương của anh ở Vĩnh Long. Đồng hương à? Dạ. À, vậy em mời chị vô và nhớ chuẩn bị nước uống giùm anh luôn nha. Dạ. Dạ, em mời chị vô. Chị đi thẳng rồi phải. Cảm ơn chị. Mời vào.
Hương. Xin lỗi anh, Hương đã đường đột đến đây mà không báo trước. Nhưng Hương có chuyện rất quan trọng muốn bàn với anh. Chuyện gì? Em ngồi đi. Cảm ơn anh. Có chuyện gì em nói đi. Dạ mời chị Dung nước. Dạ mời anh. Ừ. Em muốn cà phê đi. Dạ. Có chuyện gì quan trọng không vậy Hương? Mẹ Hằng bệnh rất nặng, đang nằm viện ở thành phố chờ ngày phẫu thuật tim. Bệnh viện nào? Sao anh không nghe Hằng nói gì hết? Hằng nó ngại. Nhưng bây giờ nó đang rất bế tắc, mà chi phí phẫu thuật lên đến hàng chục triệu. Gia đình Hằng đang tính đến chuyện đi vay mượn hoặc bán nhà. Em nghĩ lúc này chỉ có anh mới giúp được nó mà thôi. Nhưng mà đến nước này mà còn nhân nhị gì nữa. Diễm Hằng hiện đang ở đâu? Cứ lo phẫu thuật cho bác gái trước đi. Chuyện cứu người là quan trọng, còn chuyện tiền bạc thì để anh xoay sở cho. Nhưng không thể gặp được Diễm Hằng. Tại sao? Lúc này anh có thường xuyên liên lạc về gia đình không? Thì cũng bình thường. Mà sao Hương lại hỏi như vậy? Không biết Hương có nhiều chuyện quá không, nhưng má anh và má Hằng đã xảy ra xung đột rất gay gắt. Chính vì chuyện này mà má Hằng phải nhập viện đó. Hả? Má anh và má Diễm Hằng xảy ra xung đột? Nhưng mà vì chuyện gì? Em nghe nói bắt đầu từ chuyện Diễm Thu và Minh Nguyệt á. À, hèn chi. Sao hả anh? À không, bữa trước má anh có điện thoại cho anh. Má anh nói xa nói gần, nhưng anh không hiểu gì hết. Anh chỉ nghĩ là má anh lo xa. Anh thiệt là hồ đồ quá. Như vậy là má anh đã hại gia đình Diễm Hằng rồi. Không được, anh phải gặp Diễm Hằng để giải quyết vấn đề này. Anh phải có trách nhiệm. Thật ra Hương đã lén Hằng đến đây để gặp anh. Hằng sẽ không nhận một sự giúp đỡ nào từ anh đâu. Nhưng Hương thấy tội nó quá. Đêm qua nó khóc cả đêm á. Mà Hương thì không còn cách nào khác để giúp nó hết á. Đã giúp á thì phải giúp cho trót. Anh nghĩ như vậy. Chuyện tiền bạc thì anh sẽ lo, nhưng Hương giúp anh nghĩ ra một lý do nào đó để cho Diễm Hằng đồng ý nhận số tiền này, có được không? Tính cách Hằng đâu đó rất rõ ràng. Nếu không nói được ở đâu có số tiền này thì nó sẽ không lấy đâu. Vậy thì phải làm sao? Hay là vậy, Hương sẽ nói là của một người bà con Hương cho mượn. Mỗi tháng Hằng sẽ góp lại. À, bây giờ thì mẹ Hằng đang nằm ở bệnh viện nào? Phòng số mấy? Ở Chợ Rẫy, phòng chăm sóc đặc biệt. Trong phần hạch toán sản lượng quốc gia hôm nay, mục tiêu thứ hai là tổng sản phẩm quốc nội, được viết tắt là GDP, là tổng giá trị gia tăng của sản lượng hàng hóa và dịch vụ được sản xuất ra bởi các yếu tố sản xuất thuộc nền kinh tế quốc nội trong khoảng thời gian nhất định và cũng thường được tính là trong một năm. GDP, có lẽ từ này các bạn nghe rất quen tai phải không? Qua báo đài chắc có lẽ các bạn đã nghe nhiều về từ này. Trước đây, chỉ số GDP phản ánh đúng thu nhập mà các công dân của một quốc gia kiếm được.
Bạn Diễm Hằng có thể cho tôi biết GDP là viết tắt của ba từ nào không? Hả? Thầy kêu kìa. Nào, mời bạn Diễm Hằng. Em có thể cho biết GDP là viết tắt của từ nào không? Dạ, chữ GDP là viết tắt của Gross Domestic Product. Chính xác. Ê, sao sáng nay mày không đi học? Còn kêu tao ra làm gì? Đi là công chuyện của mày chứ bộ. Nãy giờ ra hiệu muốn chết mà mày cứ ngó đâu không à. Ê, có tin mừng. Tin gì? Tao mượn đủ tiền cho má mày phẫu thuật rồi đó. Thiệt hả? Ừ. Mày tài quá. Mà ai cho mượn vậy? Ông bác tao, vì Kiều Mỹ đó nha. Thấy tao kể hoàn cảnh của mày tội nghiệp quá, vậy là ok ngay. Ủa, bệnh viện đã xếp lịch mổ chưa? Sáng sớm tao coi ghé. Nghe ba tao nói, trong tuần này sẽ làm xét nghiệm các cái. Ừ. Nếu tốt á, thì khoảng 10 ngày sau sẽ mổ. Ừ, vậy thì kịp, 2-3 bữa nữa ông mới chuyển tiền qua. Ủa, mà mày có ông bác gì Kiều Mỹ hồi nào? Sao tao chưa từng nghe mày nhắc tới? Là anh của ba tao. Nhưng ba tao bỏ má con tao về với má lớn, cho nên tao đâu dám nhắc, sợ má tao buồn. Vì chuyện của tao mà làm khó mày rồi. Không sao đâu, miễn mày đừng cho ai biết là được. Trước đây bác có hứa, nếu tao đậu đại học thì sẽ cho tiền tao đi học. Bây giờ coi như ổng thực hiện lời hứa vậy mà. Vậy thì cảm ơn mày quá. Mấy bữa nay tao đi học mà có vô được chữ nào đâu. Nhưng mà phải trả như thế nào đây? Khỏi trả. Tao nói khỏi trả là khỏi trả cho bác tao kìa. Tiền đó chừng nào mày có bao nhiêu thì trả bấy nhiêu. Tao để dành làm chi phí đi học. Mày đừng lo nhiều quá. Mày nói vậy thì tao cũng đỡ lo. Ừ. Nhưng mà tiền này tao mượn của mày nha. Ừ. Tao sẽ kiếm cách trả cho mày. Sắp hết tiết rồi đó. Mày vô bệnh viện báo cho ba mày biết đi. Mày mà nói nữa, tao tính lãi rồi nha. Cái con quỷ. Mày là con quỷ dễ thương. Thôi, mày đứng đợi đây, tao vô lấy tập. Ừ. Anh Dương. Ủa Hằng, má em đã đỡ chưa? Cho anh vô thăm bác. Dạ cũng đỡ, má em mới ngủ. Mình ra sân nói chuyện chút. Anh khoan vào nha. Đi em. Em xin lỗi anh, nhưng em không thể để cho anh vào thăm má em lúc này. Tại sao? Má em bệnh tim, bác sĩ dặn không được làm cho bà xúc động. Bà phải ăn dưỡng thật tốt để chuẩn bị cho ca phẫu thuật. Chẳng lẽ anh vô thăm má em là ảnh hưởng đến sức khỏe của má em? Anh chưa biết gì hết à? Nhưng tại sao anh lại biết má em nhập viện? Hôm trước anh có tới trường đón em, nhưng chỉ gặp một mình Hương. Ngọc Hương có nói cho anh biết, nhưng cũng dặn anh là đừng có vô thăm. Thật ra đã xảy ra chuyện gì mà bỗng dưng Diễm Hằng lại xa lánh anh? Có một chút xích mích giữa gia đình anh và gia đình Hằng. Có lẽ chỉ là sự hiểu lầm, nhưng dẫn đến chuyện má Hằng phải nhập viện. Hằng thật tình cũng không muốn nhắc tới chuyện này, và cũng chẳng muốn đổ lỗi cho gia đình anh. Nhưng sự xuất hiện của anh vào lúc này sẽ làm tình hình càng tệ hại hơn.
Hằng rất mong anh thông cảm. Sao lại yêu cầu anh thông cảm? Anh yêu Hằng thì anh phải có trách nhiệm với Hằng. Lúc này là lúc anh cần phải giúp đỡ Hằng hơn bao giờ hết. Hằng xin anh, sự nhiệt tình của anh vào lúc này sẽ tăng thêm nỗi đau khổ cho Hằng. Càng giúp Hằng, anh sẽ càng hại Hằng thêm thôi. Anh sẽ cố gắng tìm hiểu thêm và hóa giải sự xích mích này. Anh nghĩ là mình làm được. Nhưng bất kể chuyện gì xảy ra đi nữa thì anh vẫn yêu em và vẫn mong muốn được giúp đỡ em. Xin Hằng đừng từ chối. Bây giờ tâm trạng Hằng đang rối bời. Hằng không thể nghĩ gì đến chuyện tình cảm. Hằng rất cảm kích những gì anh đã làm cho Hằng. Nhưng anh và Hằng thuộc hai thế giới khác nhau. Anh không thể hiểu được Hằng, và Hằng cũng không thể thích ứng với cái thế giới của anh. Hằng nghĩ là tốt nhất anh hãy quên Hằng đi. Cảm ơn anh vì tất cả những gì anh đã làm cho Hằng.